Vâng, xin chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Thế Giới Gỗ Quý. Và ngày hôm nay em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một combo bàn ăn, rất nhiều mẫu mã bàn ăn đa dạng trong phòng ăn của nhà mình. Và em xin giới thiệu cho các bác, đây là một bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ, hàng khuôn tranh là 15 phân và dày là 3 phân, mặt ván là 1 phân dự 3 nha các bác nhá. Và cái bộ bàn ăn này có kích thước như thế nào đây ạ? Bộ bàn ăn này nó có chiều ngang là 97 và chiều dài là 1m97 nha các bác nhá. Và 8 ghế. 8 ghế này là kiểu theo hoàng gia nha các bác nhá. Ghế này bên em đục hàng cong này đây ạ. Rất chi là mềm mại ạ. Ghế hoa lá tây, hàng vách cong nha các bác nhá. Và những cái chiếc ghế này là bên em làm cột là 4 phân hết, những cái miếng khung này là 4 phân hết nha các bác nhá. Và vách của nó là 2 phân ạ. Mặt ván của nó là 1 phân 4 và cái hàng khuôn này là 3 phân. Đây ạ. Rất chi là mềm và dẻo. Và như các bác biết rồi đấy, gỗ gõ này thì là đây ạ, vân này, rất chi là đắng và chống mối mọt cong vênh. Và rất chi là đây, bên này nhà em làm là 8 ghế nha các bác nhá. 8 ghế thiết kế trong một phòng anh nó rộng rãi và nó sang trọng. Và đây là màu này, bọn em là phun màu nhạt nhé các bác nhé, BU màu nhạt. Và xong đến bên này là bàn ăn. Đây cũng là một chiếc bàn ăn gỗ gõ, cũng có kích thước là 97 x 1m97. Và ghế này bên em thiết kế ra là tiện tròn, tròn, tròn và vách đây là 4 phân. Ổ la hoa la tây này rất chi là đây ạ. Các bác nhìn thì biết ạ. Hàng bên em làm cái phun này, bên em phun màu đậm hơn một chút nha các bác nhé. Phun màu đậm hơn một chút đây ạ. Bên này cũng 8 ghế và có chiều ngang cũng là 97 và 1m97. Đây ạ. Rất chi là hai cái là tương đương nhau, cái ghế này trông nó trường ghế hơn và đẹp hơn ạ. Đây đấy. Chân bàn thì là hầu như là bọn em làm cái bàn là thiết kế là bàn bầu dục nhá các bác. À, bàn chữ nhật nha các bác nhá. Đây ạ, bàn chữ nhật ghế ăn là 8 ghế nha các bác nhá. Và em xin báo giá công khai luôn. Bộ bàn ăn này bên em là bán là 38.800. 38.800 nha các bác nhá. Và đây là bộ này là bên em là báo giá là 32.800. 32.800 nha các bác nhá. Và em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một bộ bàn ăn là cây đàn bầu dục. Bộ bàn ăn cây đàn là 8 ghế và đây là gỗ hương đá. Đây là bàn bầu dục 1m6 và nhân 80. Bàn bầu dục. Và những chiếc ghế này là bàn này là bọn em làm theo bầu dục. Là bàn là nguyên một tấm nha các bác nhá. Những cái bàn ghế bên em làm là nguyên một tấm. Riêng những cái bàn này nguyên một tấm, một cái tấm gỗ của bọn em mua đã rất chi là nhiều tiền. Và rất chi là đây Vân này. Vân này nhìn thấy chưa ạ? Rất chi là nổi luôn nhá. Và cây đàn này bên em là gỗ hương đá làm thì nó bóng bẩy và rất chi là đẹp đấy nhá. Đấy ạ. Và các bác mua hàng bên nhà em thì biết rồi nhá. Công ty của em là công ty Thế Giới Đồ Gỗ. Xưởng bên em là rộng là 10.000 m2 nha các bác nhá. 10.000 m2 đấy ạ. Đủ loại bàn ghế các thứ đấy ạ. Và bên em là hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày và bảo hành là 5 năm. Bảo trì là trọn đời nha các bác nhá. Và các bác muốn liên hệ tư vấn thì qua số điện thoại Zalo của em là 0968 882 852 và các bác search web là thế giới đồ gỗ.com nhá. Và bên em là có bảo hành miễn phí là 5 năm và bảo hành là bảo trì là trọn đời. Và bên này là kính bàn đầy đủ nha các bác nhá. Và miễn phí vận chuyển là 50 km. Trong 50 km là bọn em miễn phí vận chuyển và miễn phí kính bàn. Và cơ sở 1 của em là công ty đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và cơ sở 2 là ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Vâng, nếu mà các bác nào mà có muốn là tư vấn liên hệ bàn ghế hay gì thì cũng có hỗ trợ qua Zalo em này, em hỗ trợ tư vấn miễn phí nha các bác nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.